Hello hello, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store. Hôm nay mình về được tương lai con máy mới này, mình sẽ quay video cho mọi người xem nhá. Mình sẽ lên những con máy mới về trước, em lấy cho anh cái dàn giá ra đây. Mọi người xem vui con nào, mọi người chủ động nhắn tin qua Zalo, Facebook hoặc fanpage để đặt hàng, thì tất cả thông tin mình đã để phần mô tả video rồi nhá. Cái bút mình dàn giá. Và bên mình bán hàng mọi người biết đấy, bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc nhá. À mới gửi trong cái túi này, đây cho mọi người túi. Cảm ơn. Trong cái túi này có mấy con. Đầu tiên thì mình lên cho các bạn một con iPhone X. Đây là iPhone X các bạn nhá. Độ vỏ 12 Pro và 13 Pro. Quá đẹp, thật sự. Mình phải dùng một từ đó là quá đẹp. 256GB bản KH. Máy 3 full chức năng. Đây. Test phay cho mọi người xem luôn nhé. Nói chung là quá đẹp. X độ vỏ 12 Pro và 13 Pro. 256GB, 6 triệu rưỡi. Quá là ok luôn. Thật sự là đẹp thật. Nói chung anh em thích trải nghiệm lạ thì lấy những con này thì nó gọi là hết là chấm luôn. Thật ra mình bán được nhiều, mà thực ra mà nói thì thay vỏ thì nó không ảnh hưởng gì chất lượng máy nhá, đảm bảo không ảnh hưởng gì. Thế mình phải ghi lại X độ 6,5 triệu 256GB nhá, đây là bản 256GB đấy mọi người ạ. Đâu, hôm nay mình về là một con Oppo Reno 6 5G. Oppo Reno 6 5G nhá. Máy đẹp 99, nó gọi là hết đất chấm luôn rồi ạ. Oppo Reno 6 5G quá đẹp. Viền vuông như iPhone 12 luôn. Camera 3 cam sau. Quá chất. Con này có giá là 6.950.000 nhá. Reno 6Z 5G. Máy bao zin và rất đẹp, còn là hết nước chấm luôn nhá. Tiếp theo mình về được một con LG V59Q. Con này hàng trước rất là hot này. LG V59Q, con này hình thức phẩy nhá. Con này hình thức phẩy đây mà này, có phẩy. Nói chung là có phải nhá, nhưng mà giá yêu thương lắm nhỉ. 3,1 triệu LG V59Q. 3,1 triệu thôi. Tiếp theo thì mình về được một con iPhone X. Bản 256GB nhá. iPhone X 256GB. Pin 100 luôn, tức là pin tay rồi đấy các bạn nhé. Bản KH 256GB. Đây để cho một cái giá là 6 triệu nhá. Chung iPhone X thì đa phần là thay pin hết rồi mọi người nhá. Cho nên thay pin mới thì càng ngon. Tiếp theo thì mình về được 3 cây. 3 cây Samsung Note 10 nhá. Có màu đỏ, màu đen và màu ánh bạc. 3 cây Samsung Note 10, giá cực kỳ mềm. Hình thức thì được 97%. Có xước này. Hoặc là hình thức phẩy đấy, hình thức là 97%. Màn hình thì bao đẹp không ám ố gì nhá. Màn hình thì mình bao đẹp không ám ố. Đấy. Cam trước này, các bạn nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Cam sau này. Đấy, 3 cam nhá, cam xa này, cam gần này. Đấy. Ok. Giá cực kỳ mềm, giật mình luôn. 5,3 triệu. Samsung Note 10 5,3 triệu. Màu ánh bạc, màu đỏ và màu đen nhá. Tiếp theo mình về được hai con LG Q92. RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. LG Q92 máy đẹp 99.
3 triệu, RAM 6 vừa nhớ 128 nhé, 3 triệu. LG Q92 3 triệu. Để được 3 cây nhưng mà có khách đến nhìn thấy mua luôn 1 cây rồi còn có 2 cây thôi. Đấy. Tiếp theo mình về là một con iPhone 12. iPhone 12 nhá. Máy hình thức thì vỏ thì gọi là được 97-98% nhưng mà mặt kính là bị vỡ mặt kính này. Đấy, cho bạn xem luôn. Bản KH64GB. Vỡ mặt kính mặt trước nhá. Đấy, thanh nhí cho mọi người con này. Về tự ép kính nhá. Về tự xử lý. Còn mọi người muốn mình ép kính thì cộng thêm 500 nghìn nữa. Con này để cho mọi người là 9.3 triệu nhá. iPhone 12 đấy, 64GB nhá. Con này pin bao nhiêu nhỉ? Bắt đầu tây về đấy. Tầm mình hôm nào tầm này tây về rất là nhiều. Pin 93% luôn. Đấy các bạn nghe thấy không? Toàn tây. Em lấy cho anh con 12 Pro Max của anh đâu nhỉ? Này 23:14 rồi. 23:14 rồi. Đấy. Mình bắt đầu mình quay video. Tiếp theo mình có một con iPhone 12 mini nhá. iPhone 12 mini. Con này thì tình trạng nó vỏ xấu, vỡ nưng, biển cấn móp, mặt trước vỡ. Đấy. 64GB bản KH. Pin 84. Thanh nhí giá rẻ cho mọi người. 6.2 triệu về tự đi ép kính nhá. 6.2 triệu. Máy mình vẫn bao zin vào 3 phút trước nay. Tiếp theo là có con 8 nhỏ. 8 nhỏ nhá. Con này 128GB hay là 256 nhỉ? À 8 thì chỉ có 256 thôi. Pin 100, pin mới thay rồi nhá. 256GB bản KH. Máy đẹp 99 luôn nhá. Máy đẹp 99. 4 triệu. Các bạn nhá. 8 nhỏ. 256GB thôi các bạn. Tiếp theo mình có một con SE 2020. Con SE này tình trạng nó vỡ lưng các bạn nhá. SE tình trạng vỡ lưng này. Một trăm hai mươi tám GB. Pin 85%. Vỡ lưng. Bình thường nếu con này đẹp như thế này thì mà 128GB nó sẽ phải 5 triệu, hơn 5 triệu. Ok, vỡ lưng thì mọi người về tự đi thay. Vỡ lưng này chỉ hay mất gọi là, nói chung là cả công thợ chỉ 200-300 nghìn là kỳ phùng địch thủ rồi nhá. Ok, con này mình mà mọi người cứ nắp ốp vào dùng bình thường không ảnh hưởng gì. Thanh lý cho mọi người con này giá cực kỳ rẻ. Thanh lý con này 4.4 triệu. Con này là 128GB nhá. Và tiếp theo cái lô máy hôm nay về mình có một con iPhone X. Một con iPhone X nhá. Con này là hỏng phây. 64GB hỏng phây má Mỹ nhá. Con này bị hỏng phây. Đấy, pin 81%. Hỏng phây ID. Bình thường một con máy đẹp như này thì sẽ rơi vào 5 triệu rưỡi. Ok, hỏng phây thì mình trừ cho 1 triệu là còn 4 triệu rưỡi. Pin kém mình trừ thêm 300 nghìn nữa là còn 4.2 triệu. Ai thay pin nữa cộng thêm 300 nghìn. Ai không muốn thay pin tháng 1 các bạn vẫn dùng được nửa năm. Đấy là 4.2 triệu nhá. 4.2 triệu. Hỏng phay. Đấy. Rất là rẻ. Nói chung hỏng phay mình trừ 1 triệu là trừ giá thơm rồi. Hôm nay có mấy em sinh viên ở bên trường đại học công nghiệp sang mua ủng hộ mình con XR. Mua xong rồi có hỏi là anh ơi cho em hỏi thật câu, tại sao anh bán rẻ thế? Cho em nó đòi 64GB toàn 6.5 triệu với cả 6.6 triệu, thậm chí 7 triệu. Đấy.
hình thức như của anh mà pin còn thấp hơn, mà tại sao pin của anh 9 mấy 97 hình thức gọi là cũng phải phải anh như mình gọi là 97% đấy. Máy 3 phút chức năng mình bán có 5,6 triệu. Thì mình có phân tích cho các em nha này, anh nói em này. Em mới có bán lại cho mình một con iPhone 7 Plus và mình mua 3,5 triệu. Mình mua lại cho em một con này 3,5 triệu. Mình có phân tích cho em này, thứ nhất là em nhìn vào trong kia kìa. Nhà anh nhân viên đang đóng hàng, một ngày anh bán toàn 20 cây. Đúng không? Thì thứ nhất là anh bán cho những người người ta không bình thường, mình sẽ không bao giờ chạm đến những người khách như thế. Tức là nếu một người cửa hàng bình thường mình bán thì sẽ không bao giờ chạm đến người khách ở xa. Thế giờ anh chạm đến được thì anh phải có được một cái gì đó thì người ta mới đến ủng hộ mình. Thứ nhất giá cả, thứ hai chất lượng, thứ ba là gọi là uy tín, tức là gọi là tình trạng máy như nào thì báo rõ như vậy. Đúng mọi người, cái chủ chốt vẫn là giá cả. Thì bây giờ anh đơn cử, ví dụ anh mua của em con này 3,5 triệu đúng không? Anh về dán cường lực, thay ốp, thay pin, bỏ ra vệ sinh, tất cả các thứ vệ sinh của em, anh bán được 3,9 triệu, 4 triệu. Nhưng anh đảm bảo một cửa hàng lẻ, nếu như một cửa hàng lẻ nhé, thậm chí có thể mua rẻ hơn giá của anh, hoặc anh cứ cho là mua bằng đi, nhưng người ta sẽ không bao giờ bán ra giờ đấy. Bởi vì một ngày họ chỉ bán được 1, 2 con, 3 con, cho đến 5 con là cùng đến những người bán chạy đấy. Còn mình thì khác, mình bán được, nếu cả tại cửa hàng, cả chuyển đi thì có ngày lên đến 50 con, 60 con. Thì mọi người tưởng tượng bán lẻ mà 50, 60 con ý, mỗi con mình chỉ cần được 200 nghìn, 50 con mình đã có 10 triệu rồi. Có đúng mọi người? Và cũng đấy cũng là cái câu trả lời cho một số cái người suy nghĩ rất là thường cận, bảo mình là bán giá như thế bảo sao mà đeo nắm vàng. Thế thì mình hỏi thật các bạn, thì Phạm Nhật Vượng người ta nhiều tiền như thế thì người ta bán gì? Những người ta, các bạn nhìn này, như mình này, các bạn nhìn máy này, nó quá nhiều luôn. Nếu gộp một cửa hàng bình thường, các bạn thử tính xem bao nhiêu cửa hàng bình thường thì gộp lại bằng số máy của mình. Mà đây mình chỉ là bày tượng trưng, có những cái máy mát nhiều mình không bày nhiều ra cả. Đấy thì mình nói sơ qua cho mọi người một cái ý như vậy để mọi người hiểu. Mình đảm bảo giá thì mình lúc nào cũng cố gắng làm sao cho nó ok nhất nhá. Đấy. Ok. Tiếp theo thì mình có XS độ vỏ 12 Pro và 13 Pro nhá. XS 64GB 3 Mỹ. Đấy. Có chữ mã thì chẳng quan trọng. Nhưng mình bao main zin nhá, bao main chưa sửa chữa. Và màn zin nhá. Pin kém mình sẽ thay cho mọi người. Pin dưới 80 mình sẽ thay cho mọi người. Đấy. Còn thay vỏ, độ vỏ nhiều người có chất lượng không thì nói thật các bạn là nó như một con máy bình thường thay vỏ thôi. Còn tất nhiên nó không thể nào bằng được một con máy để vào nguyên vỏ, nguyên xi ban đầu đẹp thì chắc chắn nó không bằng nhá. Nó gọi là 19-10. Đấy. 6,9 triệu iPhone XS 64GB mã Mỹ. Tăng kèm ốp sạc cường lực, vẫn bảo hành 1-1 trong vòng 3 tháng. Ok, tiếp theo là một con 13 Pro Max. Con này không kém mình bỏ ra mình dùng. iPhone 13 Pro Max 256GB. Bản KH. Pin 99%. Máy đẹp, gọi là hết lực chấm nhá. Hết lực chấm luôn. Giá cũng rất là mềm. À giá không mềm, dòng này không mềm. Chứ nó giá đang là dòng cứng. 26,5 triệu. 26,5 triệu. Ok, tiếp theo là XS Max độ vỏ 12 Pro Max và 13 Pro Max. Thì mình bán cũng gần hết rồi mọi người ạ. Thật sự mai ra mình bán được một trong hai con này nữa rồi. 64GB mã Mỹ. Đấy, vẫn bao men zin và màn zin full chức năng 8,5 triệu. Tiếp theo là 11 Pro Max. Pin 89%, máy bao đẹp, bao zin mã Mỹ, 13,5 triệu nhé. 13,5 triệu. Tiếp theo là 11 Pro Max 12,5 triệu, máy zin thức phải, pin 87 nhé. 12,5 triệu. Và con này cũng pin 87 nhưng mình thức đẹp thì có giá là 13 triệu nhé. Cũng là 11 Pro Max. Còn XR thì mình còn duy nhất một cây, 5,6 triệu nhé. Máy Mi 64GB pin 85%, 5,6 triệu. Còn duy nhất một cây thôi. Hình thức được 98%. Có phải nhẹ nhé. Không đáng gì. Chứ phải không đáng gì cả.
Thật sự là mình bán ở đây mình còn bán được cho rất là nhiều thợ mà. Nhiều thợ mua của mình lắm. Cho nên là mình đảm bảo giá phải thơm. Thì thợ người ta mới mua chứ, đúng không? Tiếp theo là 12 Pro Max 206GB bản VN. 12 Pro Max 206GB bản VN. Pin 92%, máy đẹp 99. 21.200. Giá cũng rất là thơm. Thơm như mùi mít. Tiếp theo mình có con Samsung. Em rót cho anh cốc nước. S2i Ultra. Bản hàn RAM 12, bộ nhớ 256. Máy nguyên hộp đẹp keng 99. 19.900.000. Nguyên hộp nhá. Đẹp keng 99, 19.900.000. S2i Ultra, quá đẹp, quá chất. Bạn nhìn cái cam của nó là chất nòi nhá. Lấy cho cốc nước. Tiếp theo là iPhone 11. iPhone 11 hôm nay mình bán được 4 cây. 64GB RAM, máy đẹp 99. Bao zin, pin 8X. 8.7 triệu, pin 9X là 8.9 triệu nhá. iPhone 11. Và mình còn một con 11 bản VN. Con này thì nói chung nó giá nó hơi cao tí. Nhưng thứ nhất, máy nào nó rất là đẹp, đẹp còn là hết nước chấm luôn. Cái thứ hai, nó là bản VN. Cái thứ ba, nó pin 92%, 9.2 triệu. Chỉ đắt ở con bản Mỹ có 300.000 thôi. Rất đáng mua, máy đẹp còn là hết nước chấm. Anh em hiểu thế nào là hết nước chấm chưa? Hết nước chấm thì các anh em biết nó đồ nó phải ngon như thế nào thì mới hết được nước chấm, đúng không? Ok, tiếp theo là XN Max 64GB. Nó có màu trắng, màu đen và màu gold bình thường. Giá dao động từ 7.9 triệu đến 8.5 triệu. Tùy màu sắc và hình thức. Còn 256GB thì giá dao động từ 9 triệu đến 9.5 triệu nhá. Đây là XN Max. XS bản VN 6.7 triệu, 64GB, máy đẹp zin. XS bản VN nhé, pin 87%, 6.7 triệu. Còn con này có iPhone X 256GB, 6 triệu nhá, 6 triệu. Và cái con này mình bị bom hàng đây. SA 2020 4.7 triệu, 64GB, máy đẹp hết nước chấm. Tức là không có ngoài bút gì để tả được cái con SA này. Pin 87%, 4.7 triệu. Tiếp theo là 8 Plus 64GB, giá dao động từ 4.3 triệu đến 4.9 triệu tùy màu sắc và hình thức. iPhone 8 Plus 64GB nhá. 4.3 triệu đến 4.9 triệu. Thế còn 7 Plus. 7 Plus thì 32GB, giá dao động từ 3.5 triệu đến 3.7 triệu. 128GB, giá dao động từ 4 triệu đến 4.3 triệu. Còn 256GB thì là 4.5 triệu mới đẹp. À, ví dụ như con này 128GB máy đẹp mình có 4.3 triệu nhá. Thế con này phẩy một tí thì lại 4 triệu. Đấy, rất là rõ ràng, cụ thể. Tiếp theo là 7 nhỏ 32GB, máy zin thức đẹp đủ màu sắc 2.5 triệu, máy zin thức phẩy thì 2.3 triệu. 128GB thì 2.7 triệu máy đẹp và 2.5 triệu là máy phẩy. Thế là 7 nhỏ nhá. Tiếp theo là 6S Plus 32GB là 2.4 triệu nhá. 6S Plus 32GB là 2.4 triệu. Tiếp theo có con Samsung A325G, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin thức phẩy 4.1 triệu, có nguyên hộp phụ kiện. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sang dòng Android. Realme C17, RAM 6, bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp thì là 3.1 triệu, máy zin thức phẩy là 2.7 triệu nhá. Tất cả đều bao zin hết. Còn là lỗi gì thì mình sẽ báo. Oppo Reno 6Z 5G 4.9 triệu, máy zin thức đẹp 4.9 triệu nhá.
Oppo Reno 6Z 5G. Em mua anh để. Tiếp theo con Oppo Reno 4 này thì là 3,9 triệu. RAM 8 bộ nhớ 128, máy di rất đẹp. Oppo Reno 4 3,9 triệu. Samsung A52 RAM 8 bộ nhớ 128, 4,9 triệu, máy zin rất đẹp. Samsung A52. LG X6 RAM 464 2,050,000, máy zin thì thức 98. Và đây, cho mình gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Cũng may là mình chưa bán được con nào như này. Con này hôm trước mình có lên video mình nói nhầm các bạn nhé. Con này mình ghi là RAM 464 nhưng thực tế là RAM 3 bộ nhớ 32. Cho mình gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì mình đã báo sai cấu hình nhá. Ok, Q51. Và con này thì từ 2,3 triệu chiều chuyển còn 2,050,000. Đấy, 3 cam sau vân tay đầy đủ. Samsung S20 Plus bản Việt Nam 2 SIM máy zin rất đẹp, 7,7 triệu. S20 Plus bản Việt Nam 2 SIM máy zin thì rất đẹp nhá, quá đẹp luôn. Samsung A32 5G RAM 8 bộ nhớ 128 4,3 triệu, máy zin rất đẹp. Còn con A32 4G RAM 6 bộ nhớ 128 3,7 triệu nhá. Oppo A93 RAM 8 bộ nhớ 128, 4 cam sau 2 cam trước, máy zin thức 98 3,5 triệu. Chúng mọi người lên cân nhắc mua con này, giá quá hợp lý nhá. Chung là nhiều người cứ bảo mình quay kỹ thì thật sự cho mình gửi lời xin lỗi mọi người, mình không quay kỹ được. Mình chỉ quay qua thôi, đã mất rất nhiều thời gian rồi. Poco M3 RAM 464 2,5 triệu nhá. Máy zin thì rất đẹp. Samsung S10 Plus 5,3 triệu bản Hàn nhé, máy zin thức phải. Samsung A71 máy zin hình thức phải 4,6 triệu nhé, RAM 8 bộ nhớ 128. Xiaomi C11 RAM 2 bộ nhớ 32,7 triệu, máy zin thức đẹp. Xiaomi C17 nhé. Samsung A03 RAM 3 bộ nhớ 32, máy zin thì rất đẹp, 1,950,000. Em gọi anh ấy không có chỗ để rồi. LG Q9 RAM 464 máy zin thức đẹp nhá, 2,4 triệu. LG Q52 RAM 464 2,2 triệu nhá, máy zin thức đẹp. Oppo A1K máy zin rất đẹp, 1,350,000. Nokia 5.3 RAM 3 bộ nhớ 64 máy zin rất đẹp, 1,8 triệu nhá. Máy đẹp keo 99 luôn. Redmi 9A RAM 2 bộ nhớ 32, máy zin thức phẩy 1,6 triệu. Samsung Note 9 con này phẩy một tí trên màn, một cái đốm trên màn này, thanh lý 3,8 triệu. Đấy, Samsung Note 9. Oppo F7 RAM 464 1,7 triệu, máy zin hình thức 98. Oppo A83 có 1 triệu thì thanh lý cho mọi người nhá, RAM 32. Samsung A71 con này máy zin nhưng mà phẩy một tí chỗ kính cam này, thanh lý 4 triệu rẻ được luôn nửa triệu nhá. Samsung A11 1,9 triệu RAM 3 và 32, máy zin thì thức 98.
Samsung S20 bản Việt Nam, S20 nhỏ đấy, bản Việt Nam nhé. RAM 8 bộ nhớ 128, 6 triệu rưỡi thôi, máy zin rất đẹp. Quá rẻ. Redmi Note 8 mình sẽ giảm một đồng giá mỗi 100.000 một cây. RAM 464 2 triệu rưỡi, RAM 664 2 triệu 6 nhé. Máy zin hình thức 98. Oppo F7 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp. Oppo Reno 7 xin lỗi các bạn, 6 triệu. Oppo F11 camera thò thụt phồng một chút chỗ này, thanh lý 2 triệu 7, RAM 6 bộ nhớ 128. Vivo i33s 3 triệu rưỡi, RAM 8 bộ nhớ 128. Samsung Note 9 thanh lý cho mọi người vì bị một vết xước nhỏ trên màn hình, thanh lý ra 4 triệu. LG Velvet RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin rất đẹp, 3 triệu 3. Samsung A51 RAM 6 bộ nhớ 128, 3 triệu 8, máy zin rất đẹp. Con này là con mới về, mình báo nhầm. Samsung Note 9 bản Nhật dùng chip Snapdragon 845, máy zin rất đẹp nhá. Đây là do cái kính đấy, do cái kính này bảo đẹp luôn. Cái kính này mà dán hơi chắc, nhưng mà do kính nó bị như thế đấy. 4 triệu 9, máy zin rất đẹp, 99. Samsung M51 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin hình thức phẩy, 4 triệu 4. Đấy các bạn có hình dung đọc từng này, nói từng này đang mủ mỏi mồm, thật sự là mỏi thật. Thế này mà quay chi tiết từng cây một thì thật sự là không thể. Samsung A22 RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp là 3 triệu 6, còn máy zin thức phẩy là 3 triệu 2 nhé. Samsung Redmi Note 9 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp 2 triệu 7. Samsung A71 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp 4 triệu 7. Samsung S8 Plus con này thay lưng rồi 2 triệu 8 nhé. Samsung A30s RAM 464 2 triệu 6, máy zin hình thức 98. Samsung S9 Plus máy zin phẩy lưng 3 triệu 7 nhé. Oppo A5s RAM 332 máy zin đẹp 1 triệu 7. VinSmart Active 3 RAM 464 máy zin mặt trước đẹp, phẩy lưng thôi, chỉ phẩy lưng thôi nhá, 2 triệu. Samsung M3 RAM 464 máy zin thức 98, 2 triệu 3. Nokia 3.4 RAM 464 máy zin đẹp 2 triệu. Samsung A01 1.2 triệu máy zin đẹp. Samsung A10s 1.6 triệu máy zin thức 98, chỉ phải lưng thôi nhá. Mi 6 Pro RAM 464 xin lỗi bạn, RAM 432 thanh lý 1.5 triệu. Vivo V15 RAM 6 bộ nhớ 128, nút nguồn lặng và kính mặt trước vỡ, thanh lý 1.8 triệu. Samsung A03s RAM 464 máy zin thì thức phải 2 triệu. Nokia RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin thì thức đẹp 2 triệu 2. Samsung J8 cộng 1.5 triệu RAM 332 phẩy mỗi lưng rồi, mặt trước rất đẹp nhá, con này rất đáng mua luôn, 1.5 triệu quá rẻ. Và thanh lý cho mọi người một con 1.6 triệu. Nói chung về hình thức là xấu thị lở, nhưng mà chất thì là zin, olozin nhá, olozin 1.5 triệu, mặt trước và sau đều xấu. Oppo A3s 1.5 triệu nhá, máy zin hình thức phải. Oppo A5s máy zin thức phải 1.6 triệu, RAM 3 bộ nhớ 32.
Đây con này Samsung A10s này. Ép kính mình báo ép kính luôn, 1.3 triệu nhá. Con này con Mi Note 5, RAM 6 bộ nhớ 128. RAM 6 bộ nhớ 128, thanh lý cho mọi người 1.9 triệu nhá, 1.9 triệu. Máy đẹp 99 luôn. Con này mình vừa mua lại của khách được. Thanh lý 1.9 triệu. Samsung Z7 Prime máy zin đẹp 1.5 triệu nhá. RAM 332. Mi 5 Plus RAM 464 thanh lý 1.5 triệu. Khả hết cá mồm. Các bạn nay cũng bia đúng không ạ? Thanh lý cho mình con 7 Plus. Hỏng vân tay có tài khoản ẩn. Xin lỗi các bạn, không phải hỏng vân tay mà hỏng camera X1 2.2 triệu có tài khoản ẩn. Anh em nào mua chơi game lấy con này. Một con 8 Plus hỏng vân tay 3.9 triệu nhá. 3.9 triệu hỏng vân tay. Một con XR vỡ lưng một chút lưng vào phây 4.5 triệu nhá, 64 GB. Một con 7 Plus vỏ xấu 3 triệu. LG G7 chính quy RAM 464 1.750.000 lưng vỡ. Còn này con Holo RAM 464 thanh lý 1.2 triệu. Kính mặt trước vỡ nhá. Nhưng mà màn không phải đến màn. Màn đẹp này mọi người này. Ok. Hãy dành hết sức để quảng cáo cho mọi người đấy. Mọi người những ai muốn quay kỹ thì thông cảm nhé, mình không quay kỹ được. Quay qua đâu mọi người, xem chi tiết thì nhắn tin Zalo 056688 từ Q9 nhá. Ok, thank you, chào và hẹn gặp lại.